mở rồi. Đấy, to ca để nổ như này một lúc thì xăng nó lên đều thì các bạn đang bóc ra nhá. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Rất nhiều bác sau khi xem xong chúng tôi review về những cái máy cắt cỏ Estin FS230 thì có nhu cầu mua hàng FS230. Và thật sự quý vị luôn là cái FS230 này hiện tại giá của nó đang rất tốt thì anh em mới quan tâm. Bình thường nếu mà giá của nó như mọi khi bình thường nhập ấy thì giá của nó khá là cao. Và tất nhiên rồi, với cái thương hiệu Estin thì nhiều người ở ngoài Bắc, ví dụ ngoài Bắc chẳng hạn, anh em không có chuộng. Do đó thì kể cả bán rẻ hơn Hu một tí thôi, mặc dù nó cùng phân khúc với Hu nhá, bán rẻ hơn Hu một tí thôi, không ai mua. Nhưng hiện tại thì giá của nó rẻ hơn quá nhiều. Và hôm nay chúng tôi chỉ về được khoảng 10 con thôi. Chính xác quý vị các bạn luôn là 12 con, không nói điêu một tí nào cả. 12 con với mức giá là 3.500.000. Còn đâu là hết 12 con này rồi lại hết cái chương trình này. Vì rất nhiều bác đã liên hệ Điện Máy Bình Sơn ở những cái ở những cái đợt khuyến mại trước ấy, thì là ngay lập tức hết hàng. Rất nhiều bác mua chậm. Do đó thì hôm nay chúng tôi về được 12 con và đăng lên video này để cho các bạn có thể theo dõi và biết đến. Và các bạn nhớ nhá, nhớ phải subscribe kênh, bật chuông thông báo thì chúng tôi khi mà up những cái video cập nhật hàng về như thế này, các bạn sẽ được thông báo sớm nhất và nhanh nhất từ YouTube. Rồi, như mọi khi thôi, chiếc máy này là hàng chính hãng, mới tinh luôn, 100% nòng 40mm. Và chúng tôi đã giới thiệu với quý vị các bạn quá nhiều về chiếc máy Estin FS230 rồi. Đây, tháo ra cho bạn xem. Chiếc máy này thì trọng lượng của nó khá là nặng, nặng hơn cả FS250. Nặng hơn nhiều luôn ấy, chứ không phải nặng, khá là nặng. Đây, thì xem cái thông số của nó nhá. Đây, xin mời quý vị các bạn. Chiếc này là Estin FS230, tất nhiên rồi, sản xuất tại Estin Power Tool Qingdao ở Trung Quốc, nhập khẩu bởi công ty THK. Một thùng này là 7,3 cân các bạn nhá. Một thùng là hai cá nhân nhân 7,3 cân, tức là một cái này là 7,3 cân này, hai cái này là 14, đúng rồi, 14,6 cân, sản xuất tại Trung Quốc nhá, nói rõ luôn, nòng 40mm, công suất của nó là 40,2cc này. Tất nhiên rồi, dòng máy này thì nó sẽ hướng dẫn các bạn là bảo quản cẩn thận khi sử dụng để nơi khô ráo thoáng mát, cái này thì không cần quan tâm. Rồi anh em, tháo ra để các bạn xem đáng đồng tiền bát gạo không. 3,5 triệu, chả có cái mùa xuân nào rẻ hơn như thế này cả. 3,5 triệu các bạn mua được mẫu nào mà chính hãng mà rẻ hơn. Ê, ôm giặt Estin, à nhầm, chắn cỏ hơi nhỏ nhỉ, đúng bằng cái bát ô tô. Rồi, dây đeo này các bạn thấy không, em Estin nhá, hàng này hàng chính hãng nhá các bạn nhá. Còn sản xuất ở Trung Quốc thì việc của nó, vì quan trọng chất lượng nó vẫn đạt. Ống cần này bằng sắt này, rất là chắc chắn luôn, dày dặn. Một túi đồ, mỗi con sẽ có một túi đồ như thế này, là một bộ cùm để các bạn lắp ghi đông, một cái tô vít hai cạnh để các bạn có thể chỉnh chế, một cái hoa thị có thể một cái đầu gọi là đầu tàu, cái này gọi là nhờ tuyếp mở buji và đầu nó là đầu hoa thị đấy, đầy đủ luôn nhé các bạn nhé. Một cái kính này, nó tặng kèm cho các bạn một cái kính để cho khi sử dụng các bạn sử dụng sẽ yên tâm hơn. Rồi, một con dao. Dao này mình không nhớ nhầm thì dao này là dao 33 hoặc 35. Thế thôi, 30, 30, 33 gì đó. Dao này thường về các bác sẽ không dùng. Sách hướng dẫn lắp đặt này. Các bạn này. Đây, hướng dẫn này là lắp vào cần mềm này, lắp vào cần cứng thì các bạn lại hướng dẫn bên này nhá. Anh em cứ lắp theo như này là được thôi, dễ lắm. Estin này. FS và FR này, FS và FR đều chung động cơ nhá. FR là cần mềm, FS là cần cứng này. Web này, estin.com này. Đó, rất là rõ ràng nhá. Rồi tháo đầu máy đi. Nổ thử luôn cho anh em xem, nghe cảm nhận đánh giá. Cái này thì tiếng máy rất là hay. Rồi. Đây, các bạn có thể thấy được chiếc này Estin. Anh em nhìn này, ốp giật này. Nó thiết kế bình thường ốp giật nó sẽ để kiểu vuông thẳng như này, cái này thì ốp giật nó để hơi chéo, để cái phần tay giật của các bạn này ở hướng trên.
Còn ví dụ như anh em muốn hướng ngang thì anh em lại xoay cái ốp giật này sang. Nắp xăng này. Con này thì vú bơm ở trên các bạn nhé. Bình thường các dòng máy thông thường, máy Trung Quốc thì thường vú bơm ở dưới. Cái này vú bơm ở trên. Mình không nhớ, không nhầm thì chế con này là chế gì nhỉ? Chế Yama này. Đây là đóng le, đây là bật le gió này. Đây là đóng le gió nhé các bạn nhé. Khi lưu ý anh em mà nổ máy thì nhớ đóng le gió xong bật. Các bạn muốn khi sử dụng mà xảy ra cái vấn đề gì á thì có luôn số của hỗ trợ kỹ thuật là 0937 574 562, vui lòng liên hệ nhé. Cái này ấy, cái số này là số kỹ thuật của hãng luôn các bạn nhá. Các bạn liên hệ là liên hệ với số kỹ thuật này của hãng luôn. Còn tất nhiên rồi, mỗi đây bên tem bên bình xăng này. Made by nhá các bạn nhá, made by của made in. Cái phần nắp ở cái bình xăng này có một cái nắp này nó bảo vệ hết chùm từ bình xăng lên phần lên tận phần mặt bố côn và lên tận phần ốp giật, rất là chắc chắn. Nòng 40 ly bố côn rời thì các bạn có thể lắp khoan đất cũng được, các bạn lắp vào những cái đầu phun thuốc cũng được. Ống cần này mình không nhớ không nhầm là ống cần 20, ống cần này 26 ly sao ấy. 26 hoặc 28 ly mình chưa đo không rõ lắm. Chén đợt này nó cũng làm đẹp hơn rồi. Đầu bò này thì nhìn nó không có gì đặc biệt. Nói chung với 3 triệu rưỡi thì không thể nào mà đòi hỏi nó hơn được nữa rồi các bạn ạ. Tất nhiên một số bác hỏi là Estin FS 230 có bằng Estin FS 250 không? Tất nhiên rồi, câu chuyện đấy là không bao giờ có. Nó đắt hơn cả triệu cơ mà. Rồi, đổ xăng nổ thử cho bạn xem, cảm nhận đánh giá, nghe tiếng máy như nào nhá. Mở rồi. Đấy. Mớm ga. Đầu tiên anh em chỉ mớm ga thôi, đừng ga gấp quá xăng nó sẽ không kịp bơm lên. Hoặc là để nổ như này một lúc thì xăng nó lên đều thì các bạn ăn bỏ ga nhá. Anh em nghe tiếng hay không? Tiếng Estin này. Cần luôn, chẳng cần thay đồ hãng. Không cần thay đồ, thay cần luôn. Không cần phải thay đồ hãng. Nổ lại nhá. Không cần phải đao to bố lớn làm gì cả. Tắt luôn, tắt luôn rất dễ chết điện. Rồi, các bạn có thể thấy được xong cái video chúng tôi test nổ thử giới thiệu với các bạn cái lô hàng chúng tôi mới về. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng có thể liên hệ với điện máy Bình Sơn theo số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới bên dưới để các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Giá con này nó lại một lần nữa là 3 triệu rưỡi, rất là công khai thôi. Nhiều bác buồn cười lắm, báo giá rồi trả xem nhé thì toàn hỏi em. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.